Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng hôm nay cô lại được hướng dẫn cho các con làm bài tập lý thuyết trang số 22. Ở bài này thì chúng ta sẽ có 6 bài lý thuyết, đó là 3 bài khóa son và 3 bài khóa pha. Bây giờ chúng ta cùng nghe cô hướng dẫn nhé. Đối với bài 1 thì chúng ta sẽ quan sát về nhịp này. Thì ở nhịp 24 có hai phách trăm ô nhịp, chúng ta sẽ cần phải làm phép cộng hai phách rồi chúng ta vạch nhịp đó, một vạch thẳng nhé các con. Cứ hai phách chúng ta một lần vạch như vậy thì đó là nhịp 24. Rồi nhịp 34 thì các con sẽ có ba phách trong một ô, như vậy chúng ta sẽ ba phách vạch nhịp một lần. Còn nhịp 44 thì bốn phách chúng ta sẽ vạch nhịp một lần. Ví dụ ở đây nốt tròn đã đủ bốn phách rồi thì chúng ta vạch nhịp luôn sau nốt tròn này. Và những nốt đằng sau này có hai phách hoặc có một phách thì chúng ta phải làm phép cộng để làm sao cho nó đủ bốn phách chúng ta mới được vạch nhịp nhé. Và ở phần sau ba bài khóa pha này thì vạch nhịp cũng tương tự với nhịp 2, 4, 3, 4, 4, 4. Còn yêu cầu tiếp theo là yêu cầu viết chữ cái ở dưới mỗi nốt nhạc cho các nốt nhạc được ghi ở sau này. Ví dụ nốt nhạc này là nốt đô thì chúng ta đã được học đô là chữ cái si thì chúng ta sẽ điền chữ si vào đây. Hoặc là ở khóa pha này, các con đã học nốt là si đô rồi thì chúng ta sẽ điền A, B, C. Và chúng ta cứ làm như vậy cho ba bài phía đằng sau với hai yêu cầu nha các con. Cô nhắc lại, yêu cầu thứ nhất là vạch nhịp và yêu cầu thứ hai là viết ký hiệu nốt nhạc. Vậy thì các con làm bài tập và các con có thể gửi về cho cô để cô chấm và chữa bài cho các con. Trung tâm Hoàng Vân a@gmail.com nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở bài sau.